Đấy. Xin chào các bác nhé. Được rất nhiều sự đóng góp ý kiến của các bác thì em sẽ bỏ qua những cái công đoạn rườm rà ở đầu video. Đấy thì bây giờ thì em sẽ không chào và giới thiệu nữa và em sẽ đi luôn vào sản phẩm nhé. Đó, đầu tiên sản phẩm đầu tiên hôm nay em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mã bơm tõm này. Một cái mã bơm tõm, con này thì nó có trọng lượng của nó là 8 kg. Trọng lượng của nó là 8 kg, các bác có thể nhìn thấy em đang cân trên một cái cân này. 8 kg, con này thì nó có công suất của nó là 275W. Đây, 275W 8 kg. Đấy thì là cái mã đầu tiên. Chiều cao của nó nhé, chiều cao của con bơm tõm này thì là tổng chiều cao của nó là 38 cm. Tổng chiều cao của con bơm này là 38 cm. Để em xin phép các bác tí. Đây, 38 cm này, con bơm này. Đó, con bơm này tổng chiều cao là 38 cm. Và con bơm này thì 8 kg này. Gam 575W. Giá của nó là 1.200.000 đồng. Các bác lên cho em mã này là mã bơm S1 nhé. Các bác lên cho em mã bơm S1. Các bác lên cho em mã bơm S1 nhé, 8 kg. Đó. Tiếp theo nó là một cái mã bơm số 2. Mã bơm số 2 này. Con này nặng lên đến 10 kg. 10 kg nhé. Con này 10 kg, chắc công suất của nó cũng rất là to. Con này 10 kg thì đây. Ở đây của nó là 910W. Cái này là phải lên 900 đấy, tại vì cân nặng của nó này nó cũng phải tương ứng các bác ạ. Đấy, cân nặng của nó cũng phải tương ứng. Con này thì 10 kg. Tổng trọng lượng nhé. Tổng trọng lượng của nó là 10 kg. Đây, để em ghi vào đây. 10 kg. Đấy. Con này thì công suất của nó thì nó bị rách ở cái chỗ đấy rồi. Thì em chỉ báo giá luôn nhé. Con này thì 10 kg thì 1.300.000 đồng. Con này nó phải nhiều 900W đấy các bác. Con này nó phải 900W. Đấy, đẩy cái dòng này thì các bác có thể đẩy xa. Các bác có thể tưới vườn, tưới rau, rửa chuồng heo, chuồng lợn. Đó. Thì con này có thể đẩy xa được khoảng 50 km. Nước vẫn ra như đều đồng ống. Ống to nhé. Đấy là ống to. Còn nếu mà các bác ống bé thì nó sẽ áp lực của nước nó sẽ tăng lên. Còn đẩy cao thì các bác có thể đẩy cao được khoảng 20-30 m. Vẫn ok. Đấy, vẫn ok, nhưng mà càng lên cao thì nó các bác còn yếu. Nói chung là lên cao đấy thì các bác để ống bé chứ không thể để ống to được. Đấy, nhưng mà nước nó vẫn lên đều, nhưng mà càng lên cao thì nước sẽ càng yếu. Vì dòng bơm tõm này thì chủ yếu của nó là cái mục đích chính của nó là bơm xa. Đấy, nhưng mà cũng phải giới thiệu cho các bác luôn. Đấy, 10 kg. Các bác lên cho em mã này, mã S2. Mã S2. Mã S2 nhé. Các bác lên cho em mã S2. Đó, có trọng lượng của nó là 10 kg. Một con tiếp theo. Con này có công suất của nó là 610W. Trọng lượng của nó con này là 11 kg. 11 kg này. Ở đây quên mất từ nãy giờ. Đây, 11 kg. Tổng chiều cao của con bơm 42 cm. 42 cm không tính cái ống nhé. Con này thì có một cái ống cho đoạn ống cho chúng ta sơ cua này. Nó có cái ống này chúng ta rồi về các bác không phải lắp nữa này. Hàng này hàng của Nhật này. Nói chung là hàng cái bơm, dòng bơm này bơm của bãi Nhật nhé. Em cứ dọn được con nào thì em sẽ báo lên cho bác con đấy. 11 kg. 11 kg này. Đấy, con này thì 610W. 610W. Giá của nó bên em dân đang bán với giá 1.300.000 cả. 1.300.000 đồng. Đấy, đẩy cao đẩy xa cực ok luôn. Nói chung là cái mẫu này đẩy cao thì hơi kém hơn đẩy xa, nhưng mà nó vẫn kém, nói là kém thôi nhưng mà vẫn còn rất là thoải mái nên là các bác yên tâm. Đấy. Các bác lên cho em mã này, mã bơm 3. S3, bơm S3. Bơm S3. Bơm S3 có nhé. Đó. Thì hôm nay thì mới dọn được có 4 con bơm thôi các bác nhé. Bên hôm nay nhà em mới dọn được 4 con thôi. Đấy. Thì bơm lúc nào nhà em có sẵn. Đấy. Nên là các bác lấy số lượng, lấy xỉ, lấy lẻ thì nhà em đều có cả 595W. Trọng lượng 9 kg, gần 9 kg. 9 kg. 595W. 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng. Con nọ bù con kia các bác. Có con nặng, có con nhẹ, nhưng mà thôi. Nó tầm cứ tầm dưới 600 thì giá của nó sẽ là thường thường sẽ là 1.200.000. Đấy, còn trên 600 thì giá nó sẽ tùy thuộc theo cái độ đẹp. Nhưng mà những dòng nhà em thì các bác yên tâm là đã thử kiểm tra hết rồi. Đẹp mỹ mãn hết luôn. Chỉ các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi nhé.
Đấy, những cái dòng này thì các bác chỉ về các bác sử dụng thôi chứ không cần phải làm gì nữa, lắp ống thêm vào thôi, lắp ống thêm vào thôi. Có con thì ống 60, có con thì ống 48, nói chung là rất là thoải mái để các bác lựa chọn. Đấy, đợt này thì cảm ơn rất là cảm ơn những sự góp ý của các bác. Đấy, các bác nào mà yêu quý kênh mà có những sự góp ý nào thì các bác có thể để lại ở dưới phần bình luận của video này để cho em dân có thể thay đổi, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với em. Đấy, đặt hàng hoặc là các bác góp ý thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em dân. Đấy, thì em còn rất là ít tuổi nên là mong các bác có thể góp ý cho em nhiều hơn để có thể kênh có thể hoàn thiện để phục vụ tốt nhất đến các bác nhé. Mã tiếp theo em lên video xả cho các bác đó là một số những mẫu tủ điện. Đấy, một số những cái mã tủ điện như nhà em đây. Tủ điện này của nhà em thì nó là một tủ điện mã Nhật, thương hiệu của nó thì đây, thương hiệu của Panasonic. Thương hiệu Panasonic. Tủ của Panasonic nói chung là đã kiểm tra và dọn dẹp sạch sẽ, nói chung là ok rồi. Hàng đẹp trên 90%. Đấy, những cái này thì các bác có thể lau qua đi là được, những cái bẩn hơi bẩn này thì chưa lau sạch sẽ thôi. Còn lúc trước thì gửi hàng cho các bác thì có yên tâm em sẽ lau sạch sẽ cho các bác. Đó, một cái dòng tủ điện này thì nó có CB tổng của nó là 50A. CB tổng của nó là 50A nhé. Đó. Kích thước của nó đây. Kích thước của này là 45cm này. Đấy, chiều cao của con này thì là 32,5. Đấy, độ dày thì em phải lắp đắp thử vào đã. Độ dày. Nói chung là những cái dòng áp tép này nhé, thì các bác có thể lắp những cái như kiểu là tủ lạnh, tivi, điều hòa, nói chung lắp thoải mái. Lắp điện gia dụng thì lắp điện đồ dùng điện thì các bác dùng thoải mái nhé. Chiều cao của nó đây. Chiều cao của nó thì là chỗ dày nhất thì là 12, còn xuống dưới mỏng này thì là 8. Đấy. Nói chung là những cái dòng áp tép này đây, các bác có thể về lắp dây vào xuống dưới này. Lắp dây, dây điện, điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, nói chung tất cả đều được. Nó là áp 20A, nhưng mà mỗi một thiết bị các bác dùng 20A là quá thừa rồi, là thừa luôn rồi. Nên là các bác không phải lo, kể cả bếp từ người ta cũng chỉ dùng đến 20A thôi. Nên là cái mẫu tủ này rất là phù hợp. Áp tổng của nó là một con áp tổng CB50A chống giật. CB50A chống giật nhé. Con này thì nó lại có một cái áp tép sơ cua cho chúng ta này. Đấy, con này có áp tép sơ cua này, em thì còn ít quá. Đấy, thật sự với các bác luôn, tâm sự luôn các bác là lô này thì còn có 4 con nên là xả lỗ cho các bác luôn ở cái lô này. Đấy, xả lỗ cho các bác luôn ở cái lô này để thu hồi vốn nhé, thu hồi vốn để còn nhập lô hàng, những cái mặt hàng khác để phục vụ các bác. Đó, thì các bác lên cho em mã này đây. Mã này các bác lên cho em mã này là mã xả 1 nhé. Bây giờ đổi mã nhé. Cái mã cũ của nó đây, mã cũ của nó là tủ 4 thì bây giờ thì các bác lên cho em mã này mã xả 1 từ 2.500.000. Đấy, em xả lỗ cho các bác còn 2.000k. Tủ của nó là tủ 50A. Tủ nó là tủ áp tổng là 50A nhé các bác nhé. Đấy, áp tổng của nó 50A vào 2 4 6 8 10 11 22 con áp, 23 24 con áp một tủ đây. 24 con áp nhé. Thiết kế của nó thì rất là nhỏ gọn, đậy nắp này. Đậy nắp này. Đấy. Nên là các bác có thể lắp cho nhà ở này. Nhà ở này hay là nhà nghỉ khách sạn thì đều rất là ok, 24 con áp rất là to. Đó, rất là đẹp. Các bác có thể lắp nhà nghỉ khách sạn, nhà ở các thứ đều được, đều đẹp. Đấy. Mã đầu tiên, đó là mã đầu tiên, tủ xả 4. Tủ xả 4. Xả 1 nhé. Đấy, mã tiếp theo con này là cũng 50A, thiết kế con này thì nhỏ gọn hơn. Nói chung là tất cả em sẽ thay cho các bác bằng áp 50A tất, áp tổng nhé. Đấy, tất cả sẽ thay bằng áp tổng 50A. To hơn thì ít khó thôi chứ còn bé thì đầy. Đấy. Tổng chiều dài con này là bề ngang là 41cm này. Đây, dọc của nó đứng, góc đứng của nó là 31,5 này. Chiều cao của nó đấy, chiều cao chỗ cao nhất thì là 11. Chỗ thấp nhất thì là 8,5. Con tủ này áp tổng cũng là 50A. 2, 4, 6, 8, 8, 2, 16 con áp. Con tủ này tổng cộng của nó là 16 con áp. Đấy. CB tổng của nó là một cái dòng áp chống giật các bác nhé. Cái CB tổng của nó là dòng áp chống giật. Đấy. Bên trong ở đây. Nói chung hàng còn rất là đẹp. Hàng còn đẹp như mới luôn. Đấy. Thì ở đây quên mất từ nãy giờ không giới thiệu các bác. Đây các bác cắm chân ở đây. Con này là của nó là thanh của nó là xỏ nhé. Đấy. Khóa xỏ chứ không phải là khóa xoáy như mình. Nên là rất an toàn. Tủ bãi của Nhật. Đây. Áp tổng của Panasonic đây. Đấy. Hàng này hàng bãi Nhật xịn sò luôn các bác nhé. Khung xương của nó rất là chắc chắn này. Đấy, khung xương của nó rất chắc chắn, bán nổi. Đấy, một nửa nổi, nửa ba, bảy nổi ba chìm với nước ngon đấy. Rất là đẹp.
các bác về đấu điện các thứ rất là phù hợp cho các bác đấu điện nhà dân, nhà nghỉ khách sạn các thứ nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã xả 2. Các bác lên cho em mã này, mã xả 2 nhé. Này em lắp tua đã. Các bác lên cho em mã này, mã xả 2. Con này thì xả cho các bác đang 1.400.000, xả lỗ luôn. Chúng còn 1.900.000 đồng. 1.900.000. Đó, mã xả 2. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì đây là một con tủ nữa này. Một con tủ nữa này, có tổng cộng 4 con, còn 4 con duy nhất sót nhé. Con này thì kích thước của nó là 35 này. 34,5 nhân với một chiều 31,5 này. Đấy, tủ này thì vẫn còn rất là ngon, 50A245, 10 con áp, 10 con áp tép. Đấy, sử dụng cho bác dùng rất là ok. Sử dụng rất là ok nhé. Đấy, nắp đây. Đấy, thì các bác lên cho em mã này là mã xả 4. Xả 4, con này thì còn 1.800.000. 1.800.000 đồng, mẫu xả 4. Đó, một cái mã tủ điện. Một cái mã tủ điện nhé. Đấy, một cái mã tủ điện xả 4 này. Rất là đẹp. Đấy, nói chung là bên trong của nó đây. Hàng của Panasonic nhé. Đấy, hàng Panasonic rất là xịn sò luôn. Thiết kế thì nhỏ gọn, các bác lắp ở trong nhà thì rất là ok luôn. Đấy. À, các bác về các bác chỉ câu việc câu nguồn điện 220V nhé. Các bác chỉ việc câu nguồn điện 220V vào đây cho em. Đấy. Đấy. Rất là ok luôn. Rất là ok luôn nhé. Ừ. Còn một con nữa này. Một con cuối cùng này. Một con cuối cùng, con này cũng là một cái dòng tủ trước kia là 30A nhưng mà đem đã chuyển đổi sang 50A rồi. Đấy. Con này thì kích thước và con này thì giống nhau. Con này thì giống nhau. Đấy, hai con này thì bằng nhau, hai con này như nhau. Đấy, thì các bác lên cho em mã này, mã xả 5. Xả 5. Con này cũng giá là 1.800.000. Xả 5, 1.800.000. Đây. Đấy, 50A này. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy, thì đó là một số những mẫu tủ điện nữa nhé. Đây là một số những mẫu tủ điện nhà em. Đấy là xả nốt cho các bác, còn 4 mã duy nhất. Đấy, còn 4 mã duy nhất nên là bác nào có nhu cầu thì nhanh tay giúp em. Đấy, nhanh tay giúp em nhé. Đấy, tủ điện xả có nhé. Sản phẩm tiếp theo thì bên nhà em Dân xin giới thiệu với các bác đây. Đó là một cái bộ nồi Đức. Một cái bộ nồi Đức này. Đấy. Trọng lượng của một cái bộ nồi này thì nó rơi vào gần 7kg. Xem có vướng cái gì không. Gần 7kg một cái bộ này. Tổng trọng lượng của một cái bộ này. Đó. Thì một cái bộ này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Ellenbeng. Hàng của thương hiệu Đức. Đấy, Germanini này. Đấy, 12 chi tiết trên một cái bộ này. 12 chi tiết trên một cái bộ này nhé các bác nhé. Đây, 12 chi tiết. Đấy, thì ở đây thì nó sẽ gồm cho những cái song đầu tiên. Đó là con song to. Con song to đây. Trọng lượng của con song to này thì là 1 cân 1 cân 8. 1 cân 8 nhé. Đấy, 1 cân 8. Con này thì có kích thước của nó là 24cm nhân với chiều sâu là 14,5. Dung tích của nó là một dung tích của nó đây này. 6 lít 6. Con thứ hai đó là một con chảo. Đường kính của nó là 24cm, chiều sâu của nó là 3,5. Đấy, con này có dung tích của nó là 3 lít 4. Đấy, trọng lượng của con này là 1 cân 6. 1 cân 6. Tiếp theo đó là một con song nhỡ 20 nhân với 1,5. Dung tích của nó là 3 lít 9. Dung tích của nó 3 lít 9 này. Đây. Nói chung là cái dòng song này thì là hàng song Đức xịn. Đấy, chẳng qua là em mới về được một bên nồi mới. Nên là quyết định hôm nay xả cho các bác cái bộ nồi Đức này. Xả cho các bác cái bộ nồi Đức này nhé. Đấy, thì sẽ tí em sẽ báo giá sau. Tổng cộng của nó là 6 món. Đây còn 3 con song con nữa đây. Song con của nó thì kích thước của nó đây nhé các bác nhé. Đây, kích thước của nó thì ở đây hết rồi này. Kích thước ấy, còn là tổng trọng lượng của nó đấy. Như nãy em xem cả đấy. Còn khi các bác nhận hàng nhé thì là nó sẽ có nguyên siêu như này. Và cũng có một số những cái bộ mà em sẽ bóc cái vỏ này ra. Đấy, bóc cái vỏ túi bóng niêm phong này ra để làm gì? Để em kiểm tra, em nghi ngờ nó, ví dụ là nghi ngờ nó bị vỡ nên em kiểm tra. Còn các bác khi nhận hàng nhé, shipper ở đấy thì các bác sẽ cố đồng kiểm với shipper là các bác mở ra ấy cho em để các bác kiểm tra xem nó có bị vỡ viết gì không. Nhưng thực ra là nó rất là khó vỡ nhưng mà cũng chả biết đâu mà lần. Đấy nên là các bác kiểm tra cho em, cứ các bác nhận hàng cứ kiểm tra kỹ cho em. Đó, thì giá của cái bộ nồi Đức này em đang bán với mức giá đó là 850.000 đồng. Đấy, 850.000 đồng nay xả cho các bác xuống còn 800k. 800k và vẫn bao ship cho các bác luôn.
mà vẫn bao ship cho các bác luôn nhé. Một bộ nối Đức 8 món. À, một bộ nối Đức 6 món. Đấy. Xả cho các bác xuống còn 800.000 đồng và bao ship cho các bác. Đấy. À, còn khoảng chục bộ đâu đó, chục bộ, nhưng mà về được cùng loại mới rồi, nhưng nên là xả cho các bác. Nên là các bác nào đặt trước thì các bác thông cảm nhé, tại vì đây là xả hàng thôi. Nên là nhà em xả hàng để thu hồi vốn, chứ không phải là các bác đặt trước bảo là giá này nọ, nhưng mà đây là em xả hàng các bác nhé, nên là các bác thông cảm. 850.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu thớt nhựa này thì đây, vanh của nó đây 35cm, xả cho các bác này, xả xuống còn 50k, xả cho bác xuống còn 50.000 đồng, xả cho bác xuống còn 50.000 đồng nhé. Đây là một cái mẫu thớt nhựa này, cũng rất là dày dặn nhé, rất là dày dặn này, 50.000 đồng, 50k này. Hàng này hàng đẹp luôn nhé, cái mẫu này hàng đẹp luôn. Thái thịt, thái rau, thứ ở trên này thì rất là tuyệt vời này các bác này. Cái mẫu này thì các bác thái thịt, thái rau trên này thì rất là dễ và rất là tuyệt vời, rất dễ dàng sử dụng. Thớt nhựa. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu cho các bác. Đấy, video ngày hôm nay cũng xả rất là nhiều món nhé. Đấy, giảm giá. Cái món này thì đây là một cái mẫu nồi lẩu của thương hiệu Osaka. Đấy, nồi lẩu Osaka, nhưng các bác lưu ý cho em một chút này là cái nồi lẩu Osaka này nó các bác có thể sử dụng để hấp này. Đấy, rán xào nấu này thì đều được này, ăn lẩu này thì rất là đều được. Con này thì nó cũng rất là đa năng, các bác có thể chống dính, có một lớp chống dính ở đây để các bác rán nấu các thứ cũng được. Vanh của nó đây là vanh của nó là 30, 10,5, 31 cm. Dung tích con này là dung tích 3,5 L các bác nhé. Sử dụng nguồn điện của nó là các bác cắm nguồn điện, đây là cắm nguồn điện 220V. Đấy, con này thì đây các bác có thể nhìn thấy Osaka. Đấy, hàng này hàng của Nhật này, Osaka Japan này. Đấy, thì hôm nay con này em sẽ giảm giá nhẹ cho các bác một chút nhé. Giảm giá nhẹ cho các bác một chút này. Đấy, trước kia em đang bán với mức giá đó là 430.000 đồng. Nay giảm giá cho các bác này, xuống còn 400k. Và vẫn bao ship cho các bác. Nồi lẩu Osaka 400.000 đồng bao ship. Nồi lẩu Osaka 400k bao ship này. 430k là giá cũ, 400k xóa đi luôn này. Xóa đi luôn, giảm giá cho các bác xuống còn 400k. Bao ship. Bao ship cho các bác. Đó. Đây là một cái mã nồi lẩu Osaka, đun nấu xào nấu rán giết các thứ đều được. Rán giết các thứ này. Các bác có thể rán này, hấp này, đều ok luôn. Đấy, 430.000 đồng. 430.000 đồng một cái mẫu nồi lẩu Osaka này. 430.000 một cái mẫu nồi lẩu Osaka này nhé các bác nhé. Đấy, thì các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân chị xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em dân chị xin luôn một nút đăng ký kênh nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác. Đấy, đó là một cái mẫu nồi cơm điện Cốc Đô của Hàn Quốc này. Đấy, con này thì nó có dung tích của nó là 2 lít đây. Xoong của nó đây, bên trong xoong của nó đây. Các bác có thể nhìn thấy xoong nhôm rất là dày dặn. Rất là dày dặn nhé. Đấy, hàng này rất là đẹp này. Đấy, trong này thì có dây điện này, sẽ hướng dẫn sử dụng này. Con này thì hàng của Việt Nam với Hàn Quốc liên doanh với nhau. Việt Nam với Hàn Quốc liên doanh với nhau nhé. Thương hiệu của nó là Cúc Đô đây. Đấy, nồi này thì có màu đỏ và màu xanh. Cái mẫu nồi này thì có màu đỏ và màu xanh. Đấy, hôm nay cái nồi này nhà em cũng giảm giá nhẹ cho các bác một chút nhé. Giảm giá nhẹ một chút này. Đấy, thì đang bán với giá là 450.000 đồng, nay giảm cho các bác xuống còn 420.000 đồng và bao ship cho các bác 420k bao ship nồi cơm điện này. giảm giá nhẹ cho các bác luôn một chút, 420.000 đồng. Con này dung tích 2 lít, sử dụng nguồn điện đó là nguồn điện 220V. Các bác nấu cơm cho gia đình ăn khoảng 5-6 người thì vẫn đầy đủ 2 kg, 2 cân thì 2 cân thì nếu mà tính ra là 2 cân gạo thì cũng rất là nhiều, nên là các bác có thể sử dụng rất là thoải mái. Đấy, trong gia đình sử dụng cũng rất là thoải mái nhé các bác nhé. Đấy, con này thì đây nút ở nó đây, nấu cơm này đấy và nhiệt độ này, nấu cháo các thứ đều ok, nấu cơm nấu cháo nó rất là ok. Đặc biệt hơn đó là một cái nồi của nó có cái độ, có cái độ này, này có độ võng này, đấy, thì nó sẽ giữ nhiệt và là nấu cơm rất là ngon. Mà các bác biết rồi đấy, cơm của Hàn Quốc thì chúng ta ăn nó rất là tuyệt vời, không thể chê đâu được. Đấy, thì một cái mẫu này đây, nó có vạch chia ngăn cách ở đây cho chúng ta này để các bác có thể thoải mái này. Đấy. Sử dụng điện 220V. Đấy, của Hàn Quốc và Việt Nam liên doanh với nhau. Giá của nó là 420.000 đồng. 420.000 đồng nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mã combo chảo này. Combo chảo 3 món đây.
Đấy, thì cái giá bán lẻ thì các bác như các bác đã biết rồi. Còn giá bán combo, thì hôm nay giá nó cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá của nhà em đã có một chút điều chỉnh, tại vì nhà em nhập theo lô này, cứ ba cái một này thì giá nó đã rẻ hơn theo là theo cái, nên là giá của nó sẽ được giảm giá cho các bác xuống còn 850k. 850.000 đồng một cái mẫu chảo đây. Chảo này thì nó là một cái dòng chảo chống dính các bác nhé. Thương hiệu của nó, nguồn gốc của nó là Shikisai, nguồn gốc của nó tiến từ Nhật Bản. Đấy, các bác có thể tham khảo. Đó, một cái mẫu này thì chảo vân đá chống dính 4 lớp cho chúng ta, 4 lớp nhôm nhé các bác nhé. Hấp thụ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Các bác có thể đun những cái dòng bếp ga, bếp từ, bếp điện. Đấy, các bác có thể xào nấu rán cá các thứ ở trên này, nhưng không bao giờ sợ bị nát cá hay là rán trứng, các thứ cũng đều rất là ok. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Shikisai của Nhật Bản. Hàng này thì nó là hàng thuộc phân khúc hàng cao cấp, nó cũng là thuộc phân khúc hàng cao cấp, nên là các bác cũng có thể yên tâm mà sử dụng. Thì cái giá bộ chảo này hôm nay nhà em đang giảm nhẹ cho các bác một chút xíu, đó là xuống còn 850.000 đồng một combo 3 món. Còn khi các bác mua 2 món thì vẫn như bình thường thôi, là sẽ được giảm 50.000 đồng trên một đơn hàng, giảm ngay 50.000 đồng trên một combo 2 món. Đó, còn mua một món thì giá nó vẫn giữ nguyên, chưa thay đổi được, tại vì giá thì còn bao ship nữa, nên là cái chi phí của nó thì em chưa có thể hỗ trợ cho các bác được, nhiều, nên là các bác thông cảm. Đấy, còn khi các bác mua hai cái, bất kỳ hai cái nào cũng được, sẽ được giảm ngay 50.000 đồng. Đấy, sẽ được giảm ngay 50.000 đồng trên một đơn hàng. Đó, nên là các bác cứ yên tâm. Đây, còn cái bộ nồi mới đây. Bộ nồi mới em mới về thì video sau em sẽ lên cho các bác luôn. Đấy, cái bộ nồi mới của Kasai Villa, hàng cực kỳ tuyệt đỉnh luôn. Đấy, thì em đã lên một lần rồi, nên là video sau em sẽ lại giới thiệu lại chi tiết cho các bác. Đó, còn đây là một cái bộ chảo nữa nhé. Đấy, một cái mã sản phẩm tiếp theo cũng đang được giảm giá cho chúng ta trong chương trình ưu đãi đợt này. Đó là một cái mã combo hộp thực phẩm. Để cho các bác đựng thực phẩm, hộp thực phẩm các thứ này. Để cho các bác đựng này. Những cái thứ nhất là có thể đựng tôm, cua, cá, hoa quả, trái cây, để chúng ta giữ cái vị tươi ngon của cái thực phẩm của chúng ta nhé. Các bác có thể giữ được cái vị tươi ngon của các cái thực phẩm. Đấy, nên là các bác cũng có thể sử dụng rất là ok. Con này thì có tổng dung tích của nó là 900ml. Hàng này cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này thì của nó là hàng nội địa Nhật này. Cái mẫu sản phẩm này của nó là hàng nội địa Nhật này. Đấy, thì một cái combo như thế này, thì nhà em dân đang bán với cái mức giá đó là 280.000 đồng, và bên nhà em dân bao ship luôn cho các bác. 280.000 đồng và nhà em dân bao ship luôn cho các bác nhé, cái đặt trong cái đợt này nhé. 280.000 nhà em dân bao ship luôn này. Đó là một cái mẫu này, là một mẫu combo hộp thực phẩm nhé, combo hộp đựng thực phẩm. Đấy. Mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một số những mẫu nón bảo hiểm. Thì ở đây nhà em đang có cái một cái màu xanh thôi, duy nhất một con màu xanh, nên là bác nào mà ưng cái màu xanh này thì các bác có thể nhanh tay giúp em nhé. Duy nhất một con màu xanh, còn lại là màu đen, màu vàng. Đấy, còn sót lại là 4-5 con tất cả. Đó, thì có hai con đen và hai con vàng. Đó, thì một cái mũ bảo hiểm này, dòng kính này của nó thì các bác yên tâm rồi. Đấy, em đã giới thiệu rồi. Đấy, lần này giới thiệu qua lại cho các bác một chút xíu. Con này thì thương hiệu của nó, thương hiệu Honda chính hãng. Đây, địa chỉ sản xuất đây. Con này thì các bác yên tâm là đi, các bác đi xe các thứ này thì nó bảo vệ cho chúng ta rất là an toàn nhé. Tem đổi màu, tem chống hàng giả này. Hàng này thì chất lượng, nói chung là các bác đi xe máy rất là an toàn. Đi trời mưa này, các bác đi trời mưa thì cái kính này nó sẽ bảo vệ chúng ta. Các bác về các bác lột cái này ra nhé. Đấy, thì là nó sẽ đẹp ngay. Còn bình thường không, em dán để cho nó đỡ xước. Nói chung là con này thì size với đầu người lớn phổ thông thì rất là vừa vặn. Đấy, xốp rất là dày này. Xốp bảo vệ đầu rất là dày. Nói chung là đạt chỉ số an toàn của nó rất là ổn định. Đấy. Và một cái mẫu sản phẩm như thế này thì bên nhà em dân đang bán với mức giá đó là 270.000 đồng. Và bên nhà em dân bao ship cho các bác nhé. Nên là các bác yên tâm. 270k. Mũ bảo hiểm đội đầu. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu súng bắn bu lông, có giấy bảo hành các thứ đầy đủ này. Thương hiệu của nó này, Gomec. Đấy. Con này thì nó gồm có những cái gì? Lần trước thì video trước thì em quên mất, em xin lỗi các bác là em không báo giá.
Đấy, con này thì rất là nặng, chắc chắn tay. Đấy, một cái máy này rất là chắc chắn tay này. Đấy, lắp pin vào này. Một con máy này sẽ gồm cho chúng ta hai pin. Công suất của nó là 4.0 AH. Này. 4.0 AH này. Đấy. Các bác có thể nghe thấy anh em cầm giữ này, giữ chặt lại, giáp tay đấy. À, nó sẽ, nếu mà bác nó, ốc nó đã bị giữ, đã xoáy chặt vào thì nó sẽ gồng lại. Đấy, nó sẽ gồng lại. Còn không thì nó sẽ quay rất là êm này. Nó sẽ chạy rất là êm này. Đấy, thương hiệu của nó, thương hiệu Gomex. Dung tích pin của nó là 21V. 21V nhé. Đó. Thì một cái mã sản phẩm súng bắn bu lông này thì các bác có thể bắt được những cái đầu tu vít và những cái đầu lỗ đây. Để các bác bắt đầu tu vít này. Cái mã sản phẩm này thì nhà em Dân đang bán với mức giá đó là 1.200.000 đồng. Phụ kiện đi kèm cho nó thì nó có gồm cho chúng ta là hai pin, một máy, một sạc. Hai pin, một máy, một sạc nhé. Giá 1.200.000 đồng. Hàng này nó là hàng cao cấp chứ nó không phải là như cái hàng trước là hàng thường. Hàng trước là hàng thường, bốn con bay bán hết luôn. Đấy, nhưng mà cái hàng này thì em sẽ chọn những cái sản phẩm nó tốt hơn một chút. Đấy, cái sản phẩm kia cũng rất là tốt, thế nhưng mà nó không bằng con này. Con này thì theo các bác đã đánh giá thì bảo là con này dùng tốt hơn một chút. Đấy, thì các bác có thể tham khảo mã này nhé. Các bác có thể tham khảo mã này. 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng. Đó. Thì các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh nhé. Đấy, sản phẩm bên em thì đấy, giờ thì cuối video em mới giới thiệu cũng rất là, còn rất là nhiều. Đấy, thì cảm ơn các cái sự góp ý chân thành của các bác đến với em. Đấy, kính chúc các bác một ngày mới an lành, hạnh phúc. Xin cảm ơn các bác đã xem video của em. Đấy, hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.